Xin chào các bạn nha. Trước tiên để làm xin chúc cho các bạn xem YouTube luôn sức khỏe, an lành, may mắn nha. Hiện tại bây giờ có một cái điều này để Lâm muốn hỏi tất cả ý kiến của mọi người như thế nào. Thật sự để Lâm rất bức xúc, nhưng không biết làm thế nào để nói ra được cho chủ ad là trang thể thao đỉnh cao TV. Thể thao đỉnh cao TV nha các bạn. Trang này đã nhiều lần lấy video clip của Đê Lâm, và thật sự cũng có một clip hay clip gì đó cũng có nói là quay và bình luận của Đại Lâm vua đầu dò. Nhưng thật sự cũng có nhiều điều khó hiểu. Đôi lúc fan hâm mộ vào chào hỏi Đại Lâm, và anh ta cũng như là Đại Lâm vậy, cũng trả lời và hỏi trang này với kênh Đại Lâm vua đầu dò là sao, là một hay sao. Anh ta cũng nói là một, ok man, mà đủ thứ các kiểu. Lấy những cái clip mà thật sự nóng bỏng của Đại Lâm trong thời gian qua, như kèo ba anh em Bình Thuận gặp Liên Hiệp Quốc, tài nhỏ Weibo và Ro tại sư đoàn 309 Đồng Nai. Và clip gây xôn xao cực kỳ hot giữa hai cầu thủ dùng binh khí Kết Messi và Kết Bia Hà Nội. Kết Messi của Dứt Già và Kết Bia Hà Nội của Hiển Vượng Hải Phòng. Và clip Lâm Hưng 3.4 sang một thứ đối đầu thạch đen, vân vân và vân vân. Và cũng có vài clip lấy của bóng chuyền đó đây, của YouTuber Mông Lê. Thật sự để làm khó hiểu nha các bạn. Trang Facebook Thể thao đỉnh cao TV đã nhiều lần lấy clip của các anh em YouTuber, lấy của Đại Lâm là nhiều nhất nha các bạn. Và thật sự Đại Lâm rất bức xúc, nhưng vì cuộc sống Đại Lâm cũng có thể bỏ qua. Nhưng đã nhiều lần vào fan hâm mộ vào comment, và anh ta cũng giống như là Đại Lâm trả lời. Đôi lúc người khác tưởng Đại Lâm đang là cái trang này, và thật sự làm rất ảnh hưởng đến thanh danh uy tín của Đại Lâm. Cho nên Đại Lâm muốn hỏi ý kiến tất cả fan hâm mộ và mọi người đang xem YouTube nè, có cái ý kiến gì để góp ý tham khảo giùm Đại Lâm. Vì thật sự Đại Lâm không rành về công nghệ mấy. Những cái clip của Đại Lâm quay, thật sự đáng lẽ Đại Lâm dán lên cái nhãn Đại Lâm hay là cái gì đó thì người ta sẽ lấy đi, nhưng vẫn có cái tên Đại Lâm trên đó làm thương hiệu. Còn Đại Lâm chỉ nghĩ đơn giản quá, chỉ làm clip tự nhiên và up lên là xong. Cho nên trang thể thao đỉnh cao TV lấy những clip hot của Đại Lâm rất nhiều. Cho nên hôm nay Đại Lâm cũng muốn nhờ mọi người tham khảo góp ý cho Đại Lâm để xem như thế nào và làm như thế nào về cái vấn đề này. Toàn là ngồi không ở nhà lấy clip của những anh em đi quay cực khổ như thế.
thật sự có nhiều clip chia sẻ lên vài ngàn lượt chia sẻ, vài trăm lượt chia sẻ là quá bình thường đó các bạn. Vậy mọi người hãy góp ý tham khảo cho Đa Lâm về trang thể thao TV, đỉnh cao TV, lấy cấp của Đà Lâm như thế thì Đà Lâm sẽ làm như thế nào. Xin các bạn hãy góp ý và chân tình cho lời khuyên Đà Lâm nhé. Cảm ơn các bạn, thank you các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ cho kênh Đà Lâm Vô Đồ Dò nhé. Trang thể thao đỉnh cao TV nha các bạn, đã lấy cấp của Đà Lâm, nhiều video nha.